Xin chào, nếu bạn đang nhìn thấy tôi thì có nghĩa là tôi đang chuẩn bị quảng cáo áo. Chuyện là sắp mùng 9 tháng 9 rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là Shopee Sale. Thế nên là chỉ trong mùng 9 tháng 9 này, shop trùng cuối đang có cực kỳ nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhiều hơn cả tiền của Sắc Bình. Sau đây là những ưu đãi bạn sẽ nhận được nếu mua áo của shop trùng cuối vào mùng 9 tháng 9. 1. Free ship. 2. Hoàn xu. 3. Đổ tranh. 3. Giảm 10% trên mỗi đơn hàng. 4. Tặng một cái tranh trị giá 30.000. 5. Là áo sẽ đi kèm hộp cộng thêm một tấm thiệp có chữ ký của chính vui vẻ tôi. Nếu bạn thích trị giá, vô giá hoặc là vô giá trị. Được không? Hay mà, mua đây, chính chỉ có chữ kia, kỳ thật luôn, hứa, mua đây. Tôi biết nhiều người sẽ không ra rạp để xem cái phim này, vì bài review nhanh của tôi trên Facebook đã cán mốc 5,5k bình luận, với nhiều luồng ý kiến từ thuận chiều đến trái chiều. Và cứ trung bình 10 người comment thì có đến 11 người đồng tình với quan điểm của tôi. Nên hôm nay chúng ta sẽ có một video recap cho những ai chưa xem, hoặc xem rồi nhưng muốn xem lại. Yoon Young, một thiếu nữ mới lớn đầy mộng mơ, cùng với một người mẹ câm điếc kiêu súc. Dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của cả hai mẹ con chưa bao giờ là ổn, vì hai người nghèo vai chó cắn áo rách. Người mẹ kiêu súc đã thế còn bệnh liên miên. Yoon Young phải làm công việc bán thời gian tại một quán cà phê. Nhìn cái nụ cười này mà xem, đây là nụ cười của một cô gái phải làm việc 14 tiếng một ngày và vừa thi trượt kỳ thi tuyển công chức vì thiếu 0,5 điểm lịch sử đây sao? Thật là một con người lạc quan yêu đời. Yoon Young vừa làm vừa chuẩn bị cho kỳ thi lại sắp tới. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và không có gì xảy ra, cho đến khi tên chủ tiệm may nơi Kyung Suk làm việc bắt đầu để ý Yoon Young. Điều lạ lùng ở đây là bà Kyung Suk không hề nhận ra bộ mặt thật của hắn. Từ ánh nhìn cho đến lời nói khiếm nhã, tất cả đều chứng tỏ rõ ràng đây là một tên có tâm lý méo mó, nhân cách bệnh hoạn. Thiếu điều ghi trên trán tôi là một thằng biến thái nữa rồi. Biết được Yoon Young thường đi làm về muộn, hắn mon men tới quán cà phê nơi cô làm việc, cosplay một người đàn ông tử tế, mang theo một khuôn mặt vô hại bước vào quán. Yoon Young thì có biết cái gì đâu, tỏ ra vô cùng niềm nở khi thấy hắn tới, vì hắn là ông chủ nơi mẹ Kiêm Súc làm việc, người đã giúp đỡ mẹ của Yoon Young rất nhiều. Cô còn ngỏ ý muốn tặng cà phê miễn phí cho hắn. Yoon Young không hề nhận ra ánh mắt mờ ám của hắn dành cho mình từ phía đằng sau. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Vào một đêm trăng thanh gió mát, thú tính trong người tên cầm tinh con thú cũng trỗi dậy. Máu đã nóng, tâm cũng không còn tĩnh sau vài ly soju. Lợi dụng lúc Yoon Young đi làm về muộn và không có một chút đề phòng, hắn tấn công từ phía sau khiến cô bé không kịp trở tay. Sau vài cú lia máy ra góc khác, tên biến thái cũng đã hành sự xong. Yoon Young vì quá sốc nên chẳng biết phải làm gì. Không những thế, hắn còn đe dọa nếu nói chuyện này với bất kỳ ai, hắn sẽ động đến người mẹ Kiêm Súc. Đến đây thì tiếng mẹ của Yoon Young từ đằng xa vọng tới. Vì thấy con gái mãi chưa về, mẹ Kiêm Súc liền chạy đi tìm, lo sợ chuyện xảy ra với mình sẽ lặp lại với mẹ. Yoon Young quyết định ra tay diệt cỏ tận gốc, cầm gạch lên và đập cho tên cầm thú một trận, khiến tên này niệm luôn. Cảnh sát vào cuộc ngay sau đó. Và như chúng ta đã biết, với một bộ luật văn minh tầm cỡ Hàn Quốc thì người bị kết tội là Yoon Young. Cô bé bị quy vào tội giết người, không một bằng chứng nào được tìm thấy chứng minh người bị hại là Yoon Young. Trong khi ai cũng biết là có hàng tá cách để chỉ ra một người vừa bị hiếp. Nhìn đống thương tích kia mà xem. Bỏ qua việc phi logic của phim, quay trở lại với đồn cảnh sát. Từ luật sư cho đến cảnh sát, tất cả đều cho rằng phía Yoon Young là người có tội. Kèm theo tâm lý nạn nhân, cô bé dường như không hề muốn chứng minh hành động của bản thân là tự vệ, mà chỉ mong muốn không ai biết được những gì vừa xảy ra với mình. Chấp nhận bị xem là một kẻ sát nhân, người đau khổ nhất lúc này có lẽ là mẹ Kiêm Súc. Bà không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra với con gái mình. Bà liên tục kêu cháu nó ở nhà ngoan lắm, kêu trong lòng. Điều duy nhất mẹ Kiêm Súc biết được đó là Yoon Young sắp phải đi tù vì tội giết người. Phía Yoon Young thì một mực nhận hết mọi tội danh, từ chối mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mà phía luật sư đưa ra với lý do không có đủ chứng cứ. Tòa tuyên án Yoon Young 5 năm tù. Mẹ Kiêm Súc gào thét trong vô vọng trước quyết định của tòa. Một màn cảm động diễn ra trước tòa nhưng bút xa gà chết. Yoon Young vẫn phải ngồi tù trước khi phiên tòa cuối cùng diễn ra. Cô được sắp xếp vào một phòng cùng với những tù nhân khác, phòng giam với mọi loại thành phần trong xã hội, những người phụ nữ phạm những tội danh từ trộm cắp đến giết người, ngoại tình, lừa đảo, đủ cả. Đứng đầu là chị đại của phòng, quay vào ô tử hình sau khi pentakill cả nhà kẻ đã gây ra tai nạn cho con mình. Người lắm mồm và là cái loa của phòng, tôi sẽ gọi bà này là Linda, người phụ nữ thứ ba của phòng, đồng thời cũng là người thứ ba trong cuộc đời khá nhiều người đàn ông ngoài xã hội, xinh nhất phòng. Người cho tôi biết ở Hàn Quốc ngoại tình cũng phải đi tù. Vâng, cho những ai chưa biết thì cho đến tận năm 2015, Hàn Quốc vẫn coi ngoại tình là một hành vi phạm tội và phải bị đem ra xét xử. Này mà ở Việt Nam thì người ngồi tù có khi còn nhiều hơn cả người được phổ cập giáo dục phổ thông. Người tiếp theo, tôi cũng chả biết nét tính cách của bà này là gì nữa, nên tôi sẽ gọi là chị Áo Hồng, một người phụ nữ trầm tính và yêu sách. Yêu sách, không phải yêu sách. Trông không giống người phải đi tù cho lắm. Cuối cùng là chị đầu gấu này. Yoon Young còn chưa hết sốc với những chuyện vừa xảy ra thì đã phải gặp cái tổ đội bất ổn này. Cô hoang mang không nói nên lời, chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, cô bé ngây thơ vừa tròn 18 tuổi lại tiếp tục ăn một trận đòn từ phía một thành viên có vấn đề về trầm cảm. Nhưng như thế vẫn chả là cái thá gì so với những gì đã xảy ra với Yoon Young. Vài cú đạp có thấm vào đâu. Các thành viên khác hốt hoảng ngăn đầu gấu nổi điên, đồng thời xử lý vết thương cho Yoon Young.
nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, còn vết thương trong lòng thì không ai có thể chữa khỏi được. Yun Jung lại một đêm nữa khóc hết nước mắt. Buổi sáng đầu tiên trong tù, Yun Jung vẫn mang biểu cảm đưa đám từ lúc bước vào. Trái ngược với thái độ chán đời của cô bé là sự nhiệt tình của các thành viên khác. Mọi thứ diễn ra quá ư là màu hồng, tất cả đều coi Yun Jung như một cô em út của phòng. Làm quen với cuộc sống ở đây chưa được bao lâu thì bằng tài năng của biên kịch, Yun Jung của chúng ta đã có một chuyển biến tâm lý mạnh mẽ, hay cụ thể hơn là do chị đại của phòng, người đã an ủi Yun Jung bằng cách kể cho cô nghe về cái án tử của mình. Cụ thể hơn đó là đứa con trai duy nhất của chị đại đã bị một người đàn ông đâm trúng. Mặc dù hắn đã bị trừng trị thích đáng, nhưng lòng hận thù đã khiến chị ra tay với cả nhà hắn. Và một đêm trăng thanh gió mát, chị quyết định cho cả nhà hắn sáng nhất xóm. Và dĩ nhiên không phải bằng cách mua đèn huỳnh quang lắp vào nhà hắn rồi. Nghe xong câu chuyện của chị đại, Yun Jung tỏ ra lạc quan hẳn, vì ít ra đây mới chỉ là chiến công đầu tiên của cô, chứ chưa phải là pentakill như chị đại. Sau đêm hôm đó, Yun Jung lấy lại được tinh thần, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Thấy mẹ Kyung Suk hơi ít đất diễn suốt 15 phút vừa rồi, biên kịch bảo Yun Jung viết thư cho mẹ để bảo bà đỡ lo lắng. Nhận được thư con gái, Kyung Suk tức tốc vào tù thăm con, thêm một màn sướt mướt của hai mẹ con. Mẹ Kyung Suk trong quãng thời gian Yun Jung vắng nhà đã tự học nói và bập bẹ được vài câu chào hỏi. Thực ra mẹ Yun Jung bị điếc rồi, nhưng do lâu ngày không nói được nên cũng câm luôn, nên việc giao tiếp rất khó khăn. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi, cả hai lại phải tạm biệt nhau từ đây. Cơ mà mọi chuyện éo le giờ mới bắt đầu. Yun Jung đột nhiên bị ốm và được phát hiện ra là có thai. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô bé, không thể chấp nhận được sự thật. Cô bé chạy một mạch ra phía cổng trại giam, liên tục đập cửa gọi mẹ trong vô vọng. Hành động vừa rồi khiến Yun Jung bị đưa vào phòng biệt giam, không một lời than vãn, một mình chịu đựng sự giày vò, từ chối cả sự thăm hỏi của mẹ. Cả một đêm cào bụng mình với hy vọng đứa bé sẽ bỏ cô mà đi. Chị đại tỏ ra vô cùng lo lắng với đứa em út của phòng. Hội chị em cũng tỏ ra vô cùng sốt sắng, order đồ ăn cho cô, không phải order bê min mà là bằng số tiền lao động công ích lúc trước. Linda cùng chị áo hồng đang tâm sự cùng cô em út thì từ đâu đi tới một con mẹ đầu gấu, rủ Yun Jung chơi BD. Cơ mà chưa gạ được câu nào thì đã bị chị đại tới dạy cho một bài học. Ai đấy đều nhiệt tình giúp đỡ, nhưng chỉ vài phút sau, Yun Jung lại có ý định tự tử. Tuy nhiên lại không có dũng khí, tâm lý rối bời khiến mọi quyết định đưa ra đều không dứt khoát. Chính sự dở dở ương ngương này làm bà chị đầu gấu sôi máu, tương cho Yun Jung một trận như tử. Không biết chị này bực mình thật hay muốn ngăn Yun Jung tự tử nữa. Bà chị này tâm lý còn khó hiểu hơn cả nữ chính. Mặc kệ lời khuyên của những người chị cùng phòng rằng hãy cứ nhận sự giúp đỡ của cộng đồng, Yun Jung tỏ ra vô cùng thờ ơ, kệ mẹ tất cả. Nhưng mưa dầm thấm lâu, tất cả đều quan tâm đến cái thai trong bụng của Yun Jung. Quản giáo giờ bèn chuyển cô đến làm tại một nơi gần trạm y tế để hưởng mọi đặc quyền của một thai phụ, và con tim đã vui trở lại. Yun Jung lại yêu đời trở lại, tiếp tục viết thư cho mẹ. Một vòng luẩn quẩn tâm lý thật hề hước và khó hiểu của nữ chính, và rồi tiếp tục bằng tài biên kịch của mình lại có một sự chuyển biến tâm lý mạnh mẽ trong người của Yun Jung. Đứa bé trong bụng của Yun Jung bị phát hiện là không phát triển một cách bình thường, cụ thể là đứa bé không lớn mà tự co mình lại trong bụng mẹ bằng một cách rất điện ảnh. Dường như đứa bé nghe được nỗi lòng của mẹ nên đã không chịu lớn. Điều này khiến Yun Jung suy nghĩ lại về quyết định bỏ đứa bé của mình. Đồng thời, chị gái đầu gấu nhất phòng cũng đang mang nặng tâm tư, vì sau quãng thời gian dài ngồi tù không một ai tới thăm, cô đột nhiên nhận được tin về bố đẻ của mình, người đã bỏ cô mà đi. Ông đã chết vì gặp tai nạn trong khi làm việc và để lại cho cô một số tiền. Vậy là đến cuối cùng, người bạn duy nhất còn lại bên cạnh cô đó là sự cô đơn. Lúc này chắc ai cũng hiểu sự chống đối xã hội của cô từ đâu mà ra. Câu chuyện của người chị cùng phòng khiến Yun Jung có chút đồng cảm và hoàn toàn đéo đóng góp mẹ gì cho cốt truyện, ngoại trừ hợp thức hóa việc chị đập Yun Jung. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thất cái đã tới ngày diễn ra phiên tòa cuối cùng. Mọi phán quyết sẽ thay đổi Yun Jung, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc. Sau một hồi đấu khẩu qua lại giữa hai luật sư, Yun Jung chốt hạ bằng một sự chân thành, bày tỏ nỗi lòng muốn được về nhà. Cho dù là bao lâu, 5 năm hay 10 năm rồi cũng kết thúc. Cô bé không một chút bất mãn, đồng ý nhận lấy án phạt. Mưa tạnh nắng lên, hoa sẽ lại nở, Yun Jung lại được về với mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt, như chưa hề có cuộc chia ly. Màn thuyết trình đẫm nước mắt khiến cho cả thẩm phán cũng phải thấy chạnh lòng. Mức án cho Yun Jung được giảm xuống còn 1 năm. Ai cũng thở phào trước bản án cuối cùng, một bản án khiến người xem phải suy nghĩ. Thực ra luật pháp Hàn Quốc cũng không hãm lờ cho lắm. Một mùa đông lại qua, đứa bé trong bụng Yun Jung ngày một lớn dần và bắt đầu thò một chân ra ngoài. Tất cả các thành viên của phòng giam số 10 dành hết tình yêu thương cho một thành viên mới đặc biệt. Chị đại hỏi Yun Jung có muốn ăn gì không, và thật kỳ lạ, câu trả lời không phải là mận cóc xoài ổ như bao bà bầu khác, mà là hoa bươm bướm. Cô muốn nhìn thấy hoa bươm bướm, đúng là phim thơ thơ nghệ nghệ tím chịu cơ. Khiếp gì vậy bà, có bầu hay bú đá mà tâm hồn lên mây vậy hả? Nghe xong ước nguyện của Yun Jung, chị đại cùng những thành viên khác thở dài ngao ngán. Má, trong tù thì lấy đâu ra hoa bươm bướm cho mày, có trong quần tao này, chúng mày im hết đi. Tất cả quay trở về buồng giam. Thời gian thụ án của Yun Jung cũng gần được 1 năm. Biết rằng mình sẽ sớm phải chia tay cô em út, chị áo hồng tặng cho Yun Jung số sách lịch sử mà cô yêu thích, vì nghe nói cô bé có nguyện vọng thi lại kỳ thi tuyển công chức. Mặc dù còn chả biết người có tiền án có được tham gia hay không, nhưng ít ra có ước mơ cũng làm cho tinh thần con người ta phấn chấn hơn. Không chỉ các thành viên của phòng giam số 10 mà ngay cả quản giáo tại trại giam cũng tận tình support tinh thần cho cô bé phạm nhân đặc biệt. Quay lại với nguyện ước được ngắm nhìn hoa bươm bướm của Yun Jung, tưởng rằng đó sẽ chỉ là một giấc mơ xa xỉ, nhưng không, hội chị em bạn gì đã biến nó thành hiện thực. Mặc dù hơi ảo vì hoa bươm bướm này được làm từ bút chì màu và cũng không được thơm cho lắm vì nằm ngay trong phòng vệ sinh. Mặc dù vậy,
Yoon Young vẫn vô cùng cảm động với tấm chân tình của mọi người dành cho mình. Và đáp lại tất cả sự tử tế của mọi người, Yoon Young dành tặng cho mỗi người một lá thư tuyệt mệnh trước khi quyết định tìm đến cái chết bằng số thuốc giảm đau dự trữ được trong lúc khám bệnh. Đây là quyết định được đưa ra bởi một người vừa mới hôm qua còn muốn thi tuyển công chức và muốn ngắm hoa bướm bướm ư? Cái đời mở nữ chính bị rối loạn lưỡng cực à? Nhưng thuốc giảm đau Hàn Quốc không giết cô ngay mà khiến cô đẻ nhanh hơn. Cô vỡ ối và ngất lịm đi. Chỉ đến khi các thành viên còn lại trở về và phát hiện ra, Yoon Young mới được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhưng cho đến tận lúc lên bàn mổ, Yoon Young vẫn không có ý định giữ đứa bé. Cô không chịu dặn, cứ thế buông xuôi, mặc kệ cho số phận. Mặc kệ những lời hò hét của bác sĩ rằng đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, bằng tất cả sự nỗ lực của bác sĩ, Yoon Young đã thành công vượt cạn. Mặc dù cuộc hành trình không hề dễ dàng và cô bé cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mẹ Kyung Suk nghe tin con gái gặp nguy kịch thì đã hộc tốc chạy tới bệnh viện, bất lực nhìn con gái nằm hôn mê trên giường mà lòng đau như cắt, đi mua cho Yoon Young món pizza yêu thích với hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại. Cho người tập tử nhất sinh ăn fast food, phải cả nhất mẹ. Nhưng quan trọng là cuộc đời Yoon Young và đứa bé sẽ ra sao? Sau vài cú lia máy, chúng ta đã có câu trả lời cho tất cả. Vì đây là điều ước của tù nhân 2037 chứ không phải điều kỳ diệu trong phòng giam số 7, nên không có ai phải chết cả. Phép màu đã xảy ra với hai mẹ con Yoon Young. Cô bé Bonnie đã có một gia đình mới, một gia đình yêu thương cô bé thực sự. Sự thật rằng cô bé là ai đã được chôn vùi mãi mãi. Còn Yoon Young, cô đã thực hiện được ước mơ thi tuyển công chức của mình, bắt đầu một công việc mới tại cơ quan nhà nước. Và quan trọng, ước mơ lớn nhất, cô đã được trở về nhà với mẹ, khép lại chuỗi ngày tháng bi kịch của hai mẹ con. Và đó cũng là kết thúc của bộ phim Tôi Còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.